Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Wayanfa, một phiên bản được sơn độ 3D rất đẹp đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với màu sắc ca xám xi măng các bạn nha. Địa chỉ cụ thể của đại lý: 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Với những bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình. Hiện tại thì giá bán của dòng xe này đang khá là ok trong thời điểm tháng 9 của năm 2023, thời điểm giữa tháng cô hồn. Cho những bạn nào đang muốn mua xe, các bạn có thể tham khảo trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Hầu hết các mẫu xe đều có mức giá bán hạ đi một chút trong thời điểm tháng cô hồn này. Đây là một phiên bản được sơn độ 3D từ phiên bản của năm 2023 với hệ thống này, dàn nhựa của xe cũng như phuộc trước và phuộc sau vẫn được sơn màu bạc các bạn nha. Còn phiên bản mới năm 2024 nó cũng tương tự thế này thôi, chỉ thay đổi ở phần phuộc trước, phuộc sau và vị trí nhựa ở gần vị trí ba ga để đổ ấy, được sơn màu đen. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy, rất cụ thể và chi tiết. Giá bán thì tương tự giống nhau, 2023, 2024 đều giống nhau cả các bạn nha. Một chút nữa thì mình sẽ gửi tới các bạn cái nội dung giá cụ thể của mẫu xe Honda Wayanfa từ những phiên bản sơn zin đến những phiên bản sơn độ để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn. Hệ thống đèn hậu phía sau làm rất là gọn gàng luôn, tích hợp chung đèn xi nhan phần đèn hậu của xe. Màu sắc này cũng quá đẹp rồi các bạn nha. Ngoài màu sắc này ra còn có rất nhiều các màu sắc khác nữa. Một chút nữa thì mình cũng sẽ quay thêm các cái màu sắc khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm cũng như đưa ra quyết định lựa chọn cho mình trong thời điểm hiện tại. Phiên bản các bạn đang theo dõi là chỉ có duy nhất thôi, một cái phiên bản phanh cơ vành nan hoa thôi, đến từ Honda Việt Nam. Nhưng nếu các bạn muốn lên hệ thống vành đúc, đại lý hoàn toàn có thể lên cho các bạn luôn, rồi kể cả hệ thống phanh đĩa cũng được luôn các bạn nha. Logo Wayanfa cùng logo Limited Edition, phiên bản giới hạn, màu sắc giới hạn rất đẹp. Nước sơn này cũng được bảo hành luôn các bạn nha. Giấy tờ cà vẹt gốc cũng sẽ đưa ra với màu sắc như này để các bạn có thể tham khảo. Mặt đồng hồ thì vẫn giữ nguyên thôi, chỉ thay đổi phần màu sắc của xe. Loại bỏ nút tắt bật đèn, chìa khóa 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Hiện tại thì phiên bản của năm 2023 mức tiêu hao nhiên liệu là 1,9 lít trên 100 km. Còn phiên bản năm 2024 là 1,72 lít trên 100 km. Rất nhiều bạn có hỏi mình là tại sao cái phiên bản 2024 lại ít ăn ít xăng hơn so với phiên bản của năm 2023. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ xem nhau thôi, không phải là 1,72 đâu, mà thậm chí lên tới 1,8 đến 1,85. Dù biết rằng Honda Việt Nam có đưa ra cái thông số kỹ thuật ấy, về cái cân nặng của xe có giảm đi 1 cân các bạn nha. Cân nặng giảm đi 1 cân thì đồng nghĩa với đó cái mức tiêu nhiên liệu cũng sẽ giảm đi một chút. Các bạn lưu ý cho mình một cách cụ thể. Đây là một loạt các cái phiên bản sơn độ 3D rất đẹp đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu nữa để các bạn có thể nhìn ngắm và theo dõi trên màn hình. Các phiên bản màu xanh nhám này, tím nhám này, cam đen, đỏ đô bóng, vàng đen, xám xi măng, phiên bản màu xanh đen, các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Hiện tại những phiên bản này đều là hệ thống phanh cơ vành nan hoa, giá bán hiện tại của nó là 21.500.000 đồng các bạn nha. Đây là sơn độ 3D, cả màu sắc sơn là 21.500. Còn những bạn nào mà thích lên hệ thống vành đúc, các bạn bỏ thêm 1.200.000 nữa là 22.700.000 đồng, 22.700.000 đồng cho những phiên bản sơn độ 3D mà lên hệ thống vành đúc. Còn trong thời điểm hiện tại, những phiên bản màu sắc sơn zin đang được bán với mức giá bán cực kỳ ok. Sơn zin với 3 màu sắc là màu trắng, màu đỏ, màu xanh dương đậm, giá chỉ 18.400. Còn những cái màu sắc khác ấy, như phiên bản màu đặc biệt, màu đen nhám, giá hiện tại đã giảm đi rồi. Trước đây 20.400, nay chỉ còn 19.600.000 đồng mà thôi. Đã giảm đi khá nhiều trong thời điểm tháng 9 của năm 2023 các bạn nha. 19.600.000 đồng cho phiên bản đen nhám, lưu ý các bạn, gửi đến các bạn như vậy. Về tiền đăng ký các bạn cộng thêm cho mình này, 900 ở huyện và 1.700.000 ở thành phố với mẫu xe Honda Wayanfa này các bạn nha. Tức là giá bán mình báo đấy các bạn ấy là 18.400 cho với các cái màu sắc như là xanh, trắng, đỏ và 19.600 cho phiên bản màu đen nhám ấy. Giá bán đó là đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đăng ký thì tùy theo hộ khẩu các bạn, ở thành phố thì các bạn cộng thêm cho mình là 1.700.000, còn ở huyện các bạn cộng cho mình là 900.000 đồng. Vì hai cái khu vực đó cái phần trăm đăng ký nó sẽ khác nhau, ở huyện là 2%, còn ở thành phố là 5% các bạn nha. Trong thời điểm hiện tại khi mua mẫu xe này ấy, các bạn vẫn nhận được những món quà tặng ưu đãi và hấp dẫn đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu như bộ quần áo mưa này, mũ bảo hiểm chính hãng, chai dầu máy chính hãng. Ngoài ra thì các bạn sẽ được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất là 0%, lưu ý gửi các bạn như vậy nha. Ngoài mẫu xe Honda Wayanfa được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0% ra, còn có 4 mẫu xe nữa là Honda Blade,
Honda Grave, Honda Vision và Honda Winner X đều được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0%. Rất là ok luôn để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Đó là toàn bộ nội dung mình muốn chia sẻ nhanh với bạn thông qua video này về một mẫu xe Honda Grand được lên cho mình một cái dàn áo mới, sơn độ 3D màu xám xi măng cùng với những cái logo cũng được thay đổi. Logo là in chìm luôn trên nước sơn của xe các bạn nha. Nên các bạn hoàn toàn có thể ok và đáng để quan tâm. Giá bán cũng cực kỳ là phải chăng trong thời điểm tháng 9 của năm 2023 rồi. Với những bạn nào đang quan tâm đến trực tiếp với trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để xem xe cho mình các bạn nha. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý lý với số điện thoại 0969188283 sẽ đang tư vấn cụ thể về mẫu xe này. Giá bán, các màu sắc, các phiên bản khác nhau, chương trình khuyến mại, chương trình trả góp sẽ được giải đáp một cách cụ thể đối với các bạn mua cái mẫu xe Honda Grand Prix ở đây. Rồi, cảm ơn rất là của mình. Nếu hai các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Nga. Giá số các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.